Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách cắm bình hoa dơn để thắp hương trên bàn thờ ngày Tết nhé. Và đây là bình dơn mình vừa cắm xong ạ. Bây giờ mình mời các bạn cùng tiến hành cắm dơn, cắm Tết với mình ạ. Đây các bạn, khi mình mà mua dơn thì các bạn chọn dơn nhé. Đây các bạn, những cái cành dơn nó nở như thế này thôi. Đừng chọn lở to quá ấy, thì là dơn nó sẽ bị lở quá ấy, các bạn ạ, nó sẽ nát cánh nhá. Và nếu mà dơn mà không lở ấy, thì tức là cái nó không nhúi nhú ra như thế này mà nó lại cứ cái non non như thế này thôi các bạn ạ, thì dơn như là sơn sẽ không lở được, dơn bị lon nhá. Đấy, nhưng dơn này của mình rất là đẹp như này ạ. Và để cắm dơn tươi ấy, để các bạn chơi Tết trong những ngày Tết hoặc là bình thường chúng ta chơi được lâu ấy, thì các bạn sẽ cho mình vào đây một chiếc lọ lục bình nhá các bạn nhá, và các bạn cho nước vào. Và mình thường thì mình sẽ cho đường, nó sẽ giữ được hoa tươi lâu vì nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho dơn đấy các bạn ạ. Đấy, hoa hồng cũng vậy, hoặc các bạn có thể dùng chanh hay là đá để mình ướp lạnh, hoặc là tối các bạn có thể bê ra ngoài trời để cho nó hút sương nhá. Và mình sẽ cắm dơn này, mình có 15 bông với một chút cái lá, tự nhiên mình lại quên mất tên rồi, thiếp mộng lan các bạn ạ. Mình vừa cắt ở vườn xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt dơn để mình cắm nhé. Các bạn cắt dơn mình cắt tát nhé, hầu như là lá chúng ta sẽ được bỏ gần hết ạ, vì không có thì nó nhiều ấy. Mình sẽ cắm vào lọ lục bình này này. Tương tự các bạn cũng cắt những cành dơn khác cho mình như vậy nhé, mình cứ cắt tát như này thôi. Các bạn liệu cắt là cành cao cành thấp nhé, chứ không có mình cắt mà lại thấp quá hoặc cao quá thì lúc này nhé nó sẽ khó. Đấy, đây mình sẽ cắm, đây được ba cành rồi, mình nghĩ là cành thứ tư rồi, mình lại cắt những cành khác tương tự, thấp dần này. Nhớ là phải cắt bát thì các bạn mới giữ được nước cho dơn nhé.
miệng nó bóp vào như này. Đấy các bạn, mình cắm để cho những cái ngọn ấy nó xòe xòe ra ngoài nhé. Đấy, những cái ngọn cong cong này nó xòe ra ngoài và nó sẽ làm cho cái thế nọ ấy nó sẽ cao ấy nhé. Cắm bằng xốp thì nó sẽ theo ý của mình hơn các bạn ạ. Còn như mà mình cắm bằng lọ lục bình này thì nó cũng chỉ vì cái lọ lục bình ấy nó sẽ bị thắt lại cỡ cái cổ. Ngày Tết thì mình có nọ dương đỏ để thắp hương trên bàn thờ. Quay cái ngọn nó ra. Cổ nó chặt quá rồi. 15 bông mà mới được 11 bông. Quay bên này nữa. Đây các bạn, là khi mình mà mua dơn thì các bạn chọn dơn nha. Đây các bạn, những cái cành dơn nó nở như thế này thôi, đừng chọn nở to quá. Nở to quá ấy, thì là dơn nó sẽ bị lở quá ấy, các bạn ạ, nó sẽ nát cánh nhá. Và nếu mà dơn mà không lở ấy, thì tức là cái nó không nhú nhú ra như thế này mà nó lại cứ cái non non như thế này thôi các bạn ạ, thì dơn như là sơn sẽ không lở được, dơn bị lon nhá. Đấy, nhưng dơn này của mình rất là đẹp như này ạ. Và để cắm dơn tươi ấy, để các bạn chơi Tết trong những ngày Tết hoặc là bình thường chúng ta chơi được lâu ấy, thì các bạn sẽ cho mình vào đây một chiếc lọ lục bình nhé các bạn nhé. Và các bạn cho nước vào. Và mình thường thì mình sẽ cho đường, nó sẽ giữ được hoa tươi lâu vì nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho dơn đấy các bạn ạ. Đấy, hoa hồng cũng vậy, hoặc các bạn có thể dùng chanh hay là đá để mình ướp lạnh, hoặc là tối các bạn có thể đi ra ngoài trời để cho nó hút sương nhá. Và mình sẽ cắm dơn này, mình có 15 bông với một chút cái lá, tự nhiên mình lại quên mất tên rồi, thiếp bọng lan các bạn ạ. Mình vừa cắt ở vườn xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt dơn để mình cắm nhá. Các bạn cắt dơn mình cắt tát nhé, hầu như là lá chúng ta sẽ được bỏ gần hết ạ, vì không có thì nó nhiều ấy. Mình sẽ cắm vào lọ lục bình này này. Tương tự các bạn cũng cắt những cành dơn khác cho mình như vậy nhé, mình cứ cắt tát như này thôi. Các bạn liệu cắt là cành cao cành thấp nhé, chứ không có mình cắt mà lại thấp quá hoặc cao quá thì lúc này nhé nó sẽ khó. Đấy, đây mình sẽ cắm để được ba cành rồi, mình nghĩ là cành thứ tư rồi, mình lại cắt những cành khác tương tự, thấp dần thấp dần này.
Đây các bạn, sau khi mình cắm xong nhé, mình đã được một bình dơn như thế này đấy ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn và gia đình có một năm mới vui, khỏe, hạnh phúc ạ, tràn đầy may mắn.